Nhưng mà như này, hôm nay chú nói cho cháu là
Thank you. Thế bây giờ như các cháu gọi là gen ơi chữa bệnh. Yeah. Tất cả đều chăm sóc hiểu gia đình của xã hội. Thế thì bây giờ từ gia đình mà giáo huấn mà nó chưa đến nơi đến chốn thì mình phải học. Mừng cho giới phụ nữ đẹp à, chú quan em quan cháu cứ sống không sống bình thường tức là chú cảm thấy rất là bình dị, chú cảm thấy cái mình như là cô Hòa vợ chú rất là người ta tìm từ cái đơn giản nhất mà tận nhìn đến cái to nhất mà cái to nhất thì người ta cứ đi tìm ở đâu nhỉ? Đâu ấy ở đâu sự cảm thấy trước mặt mình mà nó tận nhìn được cái gì hôm nay chú muốn nói cái gì cô này đây là cái tâm sự đúng cho năm nàng dâu. Bây giờ chú không thể nói là nàng dâu này tốt nàng dâu không tốt. Chú chỉ nói là ví dụ con này hôm qua chú chỉ bảo là mai là bố anh mời anh có xem làm cái gì này tuyệt nhiên chú không có ý nghĩ làm cái gì hết. Em không nói gì đâu, em không nhờ thật chiến đúng không anh? Cho hai con về đây để chị em nó gặp nhau, không phải họ nhưng còn hơn họ. Đúng rồi. Thế thì hôm nay chú giao cho thế còn là ông đồng tết đó. Trước khi mà ông thanh niên lớn đầu lấy chúng tao ấy, quỳ lắm đấy. Ăn bố mẹ. Cháu phải nói trước là bố chú chiến ở đây ăn. Vâng. Cháu không nghe bảo. Tức là con có cậu ông bà lớn nặng. Ờ, mình có nước đi này. Mời chị với ông chị ra một nước chè. Cảm thấy nước chè. Là nước chè em. Vâng, không hỏi đâu. Nước chè hay là cà phê thì là ông pha kim này. Ông pha kim, ông pha mà có để chú lại. Vâng, toàn ông pha cà phê ông lồng một. Thế thì ông chọn một tí cà phê. Nói còn cái này đi. Thì mình cứ chạy ra. Ông cái này là cái được. Ôi, tí cà phê, anh xin ông tí cà phê. Thì hôm nay mang cả cà phê về cho ông. Cà phê của anh Huy ở Đắk Nông. Ông chủ tịch tỉnh Đắk Nông mang ra đấy. Mà cà phê sạch, rất là xịn của Đắk Nông để ông pha đi. Ông thì biết cà phê, cháu ấy cũng thích uống. Thế thì, cháu không cháu uống này nhá. Ờ, Lan em, con... Chà đen. Cháu con chà đen hay là con... Chà đen. Chú, hôm nay thế này. Chú có một cái lọ thanh mai cây rừng. Anh mai rừng muốn là này. Chúng em chỉ biết là hai cháu. Chưa biết. Ông ngón tay tao lại tức ở chỗ là tao không gặp nào đâu. Dạ, vâng, vâng. Hai chị mà ăn. Hai cháu không? Dạ. Đây. Thanh mai trong rừng. Dạ. 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 Thanh mai rừng. Ông để sẵn đây rồi. Mẹ ăn ngon. Thank you.
ông cũng thích nói chuyện. Ông thích. Chàng này rất là Yeah.
cứ nghĩ là một cái gì đấy, cái gì đó mà cứ là vui, cứ là cho là vui, nhưng mà cho là vui với lại cho là vui. Chị Bình là cứ nghĩ là bố thích gì mẹ thích gì là cứ vặn lội. Thế việc nó đơn giản thôi. Nhiều khi là cái bánh giò thôi, cái bánh giò thôi cũng lên tận phố mua về. Đúng quá rồi. Mà hôm nọ chị biết không, đi mua bánh buổi sáng còn nhưng không phải cao sản đâu. Không phải cao sản không ơi, đi mua bánh buổi sáng. Anh ơi em mua 5 cái bánh giò, một cái bánh nếp ngọt, vì ba thích cái bánh nếp ngọt. Nhưng mình không mua đồng này. Còn không biết là bố này còn không biết là ông tại sao mua bánh nếp ngọt mà không, tại vì ba thích em biết, anh cũng biết. Ok anh xin lỗi. Nhưng mà nếu em biết ba thích bánh nếp ngọt thì em mua. Ông nội về bảo cái bình nó mua bánh nếp ngọt cho ba, thì ba không ăn trưa này đâu. Ba ăn cái bánh này được rồi. Ông ạ, chỉ là 10.000 thôi. Rồi mua được niềm vui nó lắm. Bây giờ tôi nói anh chị nghe này, chúng tôi có cần gì mà vui là vui, vui là vui đó. Chỉ là 10.000 thôi. Giống như đào ăn là ngon, ừ. Đó. Ừ. Có thể em đói con say con ngô với nó nữa. Bình thường lắm. Thế à, thôi. Anh ở đây anh được. Ý tôi đi. Anh cho đường trước để em cho đã. Anh nói con như này này. Tức là cái cao sang nhất thì này là cái gì? Cái bình gì? Dễ biết được mà biết được thì là không thấy khó. Không. Mọi người cứ bảo chả là em không bảo có tính chất của mày ở được họ các chị lên đây em xử lý đi đâu. Mình không uống cà phê ạ. Vâng ạ. Vâng ạ.
thiệu vào một cái thanh mai ấy. Thanh mai thì xanh này. Thanh mai này. Thanh mai này. Thanh mai này. Vậy xẻo thế nào mà tùy anh ấy. Tôi có mỗi lọ. Bây giờ biếu ông ngoại thì tôi phải thất tố với ông ngoại. Biếu ông ngoại tôi thất tố với ông ngoại. Ông nội. Tôi nói tóm lại bây giờ này. Thôi anh chỉ ta tí. Khi mà về anh tùy. Quả thanh mai không phải là quả mai mà. Quả thanh mai ấy nhỉ. Thanh mai không dừng đấy. Thanh mai. Thanh mai. Thanh mai. Thanh mai. Nó là chua thanh thanh. Vâng. Và nếu ăn quá canh dường dưa lợn nấu với quả thanh trà hoặc không có thanh trà thì ta nấu với quả xanh, có thể chưa? Đúng rồi, đúng không? Hà Nội ta giảm đơn lắm chứ bảo Hà Nội ta là kiêu căng thì không phải đâu. Khổ lắm, lắm lúc mà chú nói tập thì chú nói người ta cứ cười chú. Thế là kiếm tiền đâu á? Thế nó đơn giản thì nó kinh tăng. Tôi là không thích mai thì thích trà, quả dâu, đâu đâu có quả dâu, dâu phải là cái chua mà cho ăn rồi. Mà bác sau này bác dạy ông ta. Thiên hạ mô hay là mô hay không? Làm con nuôi bác đi. Bác thêm một con nữa đi. Mà nhiều bác nhiều đồ ăn thích. Chắc lắm. Cao cao, cao cao đen, đen. Hai cháu bé sinh đôi. Sinh đôi luôn. Sinh đôi luôn. Hai con bé. Bác Bình nè. Bác Bình Hương Hòa. Hòa sinh đôi. Chú về cái chuyện chăm
Nếu mà mình thì là vào ban cảnh đấy cũng phải chín mươi người đẹp ở đây là chúng mày không đẹp 25 tuổi rồi chiếm nó không nói đi 25 mà không được tiếng em là rất là ngưỡng mộ ngưỡng mộ nghe không nói ngay mà con này này em là thực sự là em là fan thằng chiến nó về chưa bao giờ nó ca tụng anh nhiều nay chúng nó thật lòng nhé chưa luôn nói vợ anh cái bình dạ có ai hiểu gì chú mới thấy rằng cái đó là không phải cha chú thì cháu không phải cha thấy là vừa thương mình cũng khổ nhiều mà chú ơi nếu mình không tìm thấy được niềm vui phúc trong đó thì đời chỉ có khổ không thôi em bảo hôm nay em bảo hôm nay mình tìm vui gì điều đấy thấy cái khổ đó là trường thứ hai mà thằng thứ phóng thì đó đấy bà lên điện để bắt mình làm gì đấy có được không đấy mới là coi như là biểu cơ mà tại sao mày không làm được cái đó biểu cơ sao thế thực ra cháu chỉ làm không chỉ là phụ tác phụ những cái nho nhỏ bình thường nó là xuất phát từ chính là những cái đó mang đến niềm vui cho các cụ thế thôi cái nhỏ không làm được sao làm được làm cho ông bà cái sự yên tâm nghĩa là ông bà cháu không phải yên tâm mà khi anh chúng anh đi bằng con cháu có yên tâm đấy để tin cậy để mang thứ anh nói lại nhé, có chị nhìn đây 20 năm nay từ khi mẹ anh còn sống đến lúc mẹ qua đời chưa bao giờ một ngày Tết hoặc một ngày tóm lại ngày lễ mà anh chỉ rời khỏi nhà đi đâu đi đâu vì chỉ nghĩ là ngày đó phải là phải ở nhà bố mẹ thôi đấy là sự hy sinh quá lớn vì 20 năm như thì cũng là tuổi thanh xuân của mình đúng không hiểu không đấy xuân như vậy rồi rất nhiều ham muốn khi bác không khi mẹ anh mất rồi mùng một cái tháng lương mùng hai mới đi xem tình yêu là tình yêu thực thực còn cái gì nữa để cho cháu phải tiết kiệm mà cháu chỉ chẳng nhìn vào cái chân này là mai kia anh là quan đệ đốc sao biết được cái quỷ việc không biết ngày xưa sao biết được tài sao làm nặng được con trời con ơi con cái này là cái mà không con phải nói như là khi con yêu nhà ra con còn chưa về cái bệnh viện đa khoa này thân đúng không đấy con là bác sĩ bệnh viện huyết ông lại ông Bình Trung là bác sĩ của cái bệnh viện huyết hoặc là như là chiến hiểu nó như là cái bệnh viện của cái quận quận ông ấy tức là con phải gánh đồng bào cái này không thể để anh nói chuyện với ông thì ông nghe ngồi với ông thì rất là trân trọng ông cái chuyện như này ông ấy con là cả khi ra trường là con đỗ thủ khoa cái khóa của con nhưng con ra trường đi xin việc đi xin việc là con không xin được việc bởi vì tất cả những chỗ mà xin được việc tốt đều nhận tiền và trường thứ ba là con nói với ông là khi con thi bác sĩ nội trú khi mà biết là con thi cái khóa đó thì tất cả những anh em mà cùng thi 1/3 trong số đấy giảm các chỗ khác vì nghĩ là chung quanh con thi nó sẽ đỗ cho nên tránh nó ra đúng không? Nhưng cuối cùng con nói thật với ông là chắc là cuộc đời mỗi người nó có cái duyên phận và duyên phận của con là gì là phải chăm bố chăm mẹ là phải lo cho ông bà và vì thế phải hy sinh rất nhiều thì con báo cáo với ông là trước khi con thi bác sĩ nội trú khoảng độ 2 tuần thì bố con chứ không phải là mẹ con bố một trận thập tử nhân sinh tưởng là chết và con phải từ bỏ cái thi nội trú như em chiến để con chăm bố đấy là chăm bố thì con mất đi cơ hội thi nội trú và vì như thế mà con không đủ khoa nhưng không được học nội trú như chiến cho nên là con đã phải về một bệnh viện ở tuyến quận và con đã nhận ra là may lắm người bạn để bác đi nhận cho con làm việc ông hình dung là nó là bệnh viện huyện mà khi mà con đi thi đo học con xin đi thi đo học bà giám đốc bà bảo ở đây không cần thạc sĩ đâu mà và đi học làm gì con phải làm cái động tác giả đấy con bảo là mình quyết tâm ra khỏi nơi này bởi vì đời mình nó đã khổ rồi mình quyết tâm ra khỏi nơi này như thế thì mình phải cố gắng học tập nhưng mình cũng phải để cho người ta nhìn thấy rằng là có lẽ là mình chẳng đi đến bình thường định thường nào cả ông tưởng tượng là cứ 4:30 trong giờ hành chính con phải giết thời gian bằng chuyện là chuyện kiếm cho người ta vì bệnh viện ở tuyến quận ở Hà Nội bao nhiêu đâu nhưng cứ 4:30 về người ta về thì con ngồi con tẩy thuốc con học từ 4:30 đến tận 9:30 tối con mới về nhà có bình là con biết và con bảo là lần này mình thi nội trú mình thi cao học mình phải đỗ vì đấy là cơ hội để chúng ta đi con thi con đỗ thủ khoa con phải ổn định năm đó sau đó con đi học và từ đấy thì con có cơ hội con xin được lại để lão khoa không ạ và con là từ xuất phát không phải là từ một bác sĩ nội trú mà con phải đỗ mặc dù rất xuất sắc đỗ thủ khoa nhưng con phải về tuyến quận
Con làm việc từ năm 1994 đến năm 1998 và mới đỗ cao học đi học. Và khi con đi cao học là con bắt đầu như cái chim con tung bay, thì lúc đấy là con ra đi rồi. Ông tưởng được là một bác sĩ quốc gia, bác sĩ giỏi nhưng mà phải về tuyến quận rồi. Nhưng con xin thưa với ông là tất cả anh em bạn bè của con đi bỏ chiến là ông ấy, là những người mà họ học cùng với con, những người chạy chạy cùng con. Thật là nhiều đại biểu rất là tất cả các bạn bè của anh. Khi mà họ biết là anh không thi được một trường là có rất nhiều người tiếc, nhưng cũng có rất nhiều người vui. Người tiếc là tiếc cho một thằng học tử tế không có cơ hội thi vì bố nó. Người vui là vì hàng thế nó không thi nữa, cho nên cái suất của nó là có để cho mình tin. Nhưng anh không dừng lại anh phấn đấu. Nhưng mà đại biểu không, trời cũng không phụ lòng người. Mặc dù con đường của anh là phải đi mỏng, nhưng tất cả những bạn bè của anh mặc dù thi đỗ nội trú cùng hóa nghe cũng nói chiến hết. Cho đến giờ anh là người cần thiết duy nhất là làm phó chủ tịch Học viện Trung ương. Anh phải đi qua đường vòng, anh vất vả rất nhiều nhưng anh liên tục phấn đấu và không chia nó biết. Nếu mà nói về chuyên môn được, anh là phó giám đốc của chuyên môn bây giờ không đứa nào có thể nói là tăng một câu là anh cũng là phó giám chuyên môn nhưng mà anh ấy yếu. Xin lỗi, anh rất giỏi, anh nói luôn với em là như thế. Và nếu cuối năm nay anh lên giám đốc bệnh viện anh rất xứng đáng. Nhưng mà em ạ, cái câu chuyện ở đây là này, mình có buồn không thì mình buồn, nhưng mình đừng ai đủ là cái thời khắc thanh xuân của mình đấy, mình đã hy sinh. Nhưng bù lại là bố mình sống, là mẹ mình còn, bố mình sống là mẹ mình còn, điều đấy là lớn nhất trong cuộc đời của mình. Còn những thứ khác là thứ yếu. Nhưng mà sau khi câu chuyện nguy hiểm và đáng quan ngại đó nó qua đi, thì anh lại đỗ đại học và bây giờ anh tiến sĩ, anh cũng đủ thứ hơn. Tất nhiên là con đường cuối đường hầm của anh nó vẫn có anh anh chăng. Anh vẫn phấn đấu và anh vẫn thành công. Nhưng mà anh chốt lại cái là cái sự thành công đấy là sự nỗ lực phấn đấu của mình. Và cái quan trọng nhất là mình phải làm được có đạo đức. Mình đã có đạo đức thì còn sẽ có phần. Và các bạn anh học từ con đường thẳng như anh, nhưng mà rõ ràng anh phải đi đường vòng, bạn ấy đi đường thẳng. Nhưng cái đích cuối cùng cũng chưa có như bạn cùng khóa với anh, bây giờ vẫn ta lính của anh. Còn mỗi người một câu chuyện, một cái sự khởi ra khác nhau không thể nói đâu. Nhưng anh Hoàng và anh chiến lên đích mà anh chú ngay học thẳng tân luôn. Về bệnh viện, khi anh Hoàng làm tiên làm tiến sĩ thì là anh lúc đấy mới thầy bệnh viện làm thạc sĩ. Nhưng cuối cùng là câu chuyện nó vẫn khác. Là vì bây giờ anh vẫn là phó giám đốc, anh Hoàng cũng là trưởng ban, cũng là nhân viên của anh. Nhưng mà anh Hoàng vẫn rất là trân trọng, anh cảm tôi với thằng Kiều nhé. Trong số anh em mình ngồi đây cả chiến đấu biết bảy thằng ngồi đây, bảy thằng trưởng ban phải có ông tiến lên. Tôi thấy là tôi không đủ tư chất, ông cứ tiến lên đi, còn thằng nào nó muốn thức gà ông phải bước qua cái thân xác của tôi. Nói là chân tình là như thế, ông xin đáng cho ông phát triển, ông dứt mặt cờ để anh em theo. Còn anh em mình không phân biệt, ông có là giám đốc, tôi là trưởng ban, tôi vẫn là bạn thân. Mà tôi biết là ông trân trọng điều đấy là đúng. Còn ông về tiến lên của tôi một con khả năng, anh ấy bảo cảm em không có khả năng làm như ông được. Ông làm thì tốt, tôi làm thì dở, rõ ràng như thế. Đấy, mà anh ấy còn khi mà anh làm tiến sĩ rồi thì anh chúng anh mới về làm thạc sĩ ở bệnh viện. Nhưng mà anh em sống với anh em phải chọn những bạn tình, sống phải nhân hậu yêu thương. Đối bố mẹ là chữ hiếu đặt lên trên đầu không bao giờ thay đổi. Còn ngày hôm nay là cuộc đời nó cũng sẽ trả cho mình những cái điều xứng đáng được hưởng. Nó là nó thế các bạn, mà cũng đừng phải suy nghĩ lăn tăn nhiều. Báo cáo thì là như bố em ấy, tôi nói câu là đói thì cả năm chỉ có ăn thôi thì là ăn. Em trong nhà em bây giờ anh em cũng đông, cũng gần một ngày được này, nhưng mà để mà được cái danh đấy có phải ai có danh đâu, cũng có phải có quá trình, có quá trình, có phải tự dưng mình thích thì là mình có, mà không có thì là không có, thế là không là có. Thế bây giờ thì ngay đã theo lời rồi thì làm sao giữ và phát triển được cái tốt, không phát triển được cái đấy là cái nguyện vọng của chị phụ nữ các em. Đúng rồi. Sau đó người ta phát hiện là người ta cũng cần đã biết là mình sống không phải là cho người ta, mà cho gia đình, cho con cái, vợ con, phải lo giống nước đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quỹ thời gian của chú là cũng còn đấy.
chú chỉ mong như thế này, trước khi mà các cháu về, chú chỉ mong này, thế nào là thủy chung, thế nào là chi tiết, hai cái đó chắc em Chiến biết rồi, em Đại là thằng con trai út, chắc chúng nó không bao giờ dám làm sai lời của chú. Một là khước từ luôn, tức là mình không làm, hai mình dám làm dám chịu, và tôi chung chỉ vợ của chú. Chú nói với cháu, chú nói cháu có anh là anh chị của nó, phải tham gia với nó. Bởi đã là em, đừng tưởng anh hơn tuổi tôi mà anh giỏi hơn tôi. Đúng không? Bởi vì là hậu sinh khả úy. Thế nên hôm nay chú nói này, anh em các cháu chú chỉ coi như là trong gia đình. Ở đây chú không muốn nói những cái chuyện cấp bậc. Cấp bậc các anh phải làm việc theo đúng người ta. Chính xác. Vâng. Còn tình trong là muốn giữ được cái tình lâu dài thì phải anh phải giúp em cho nó đúng và em phải tham gia với anh cho nó đúng. Đừng để mất cái không huyết thống thành như huyết thống mà ân tặng cuộc đời. Đừng ai cũng thích tiền, không người nào mà bảo là tôi cũng thích tiền, nhưng đừng để là cái đồng tiền đấy và làm hại anh em mình. Hôm nay chú nói với cháu, hai cháu như này. Với Chiến thì Chiến hiểu chú lắm. Chiến rất hiểu chú. Và nhiều lúc Chiến, hôm nay chú nói thật, Chiến không có làm thế nữa. Nhưng mà Chiến chỉ nói một câu này. Bố nghĩ rằng con làm đảng viên bây giờ là 20 mấy năm. Và con cái làm đảng viên từ lúc con là sinh viên. Thế bây giờ là đảng lãnh đạo mà cuộc đời của mình ấy là đi theo đảng thì dù khó khăn đến mấy mình phải theo. Ai làm lãnh đạo mặc người ta nhưng mà con phải làm đúng cái lương tâm. Chứ ý chú không nói cái chuyện đảng phái ở chỗ này. Thế thì cái vấn đề này thì chắc là chú tin rằng là Chiến sẽ đạt được. Đó. Tôi chung chỉ là là tình anh em là phải gắn bó và khi cần nói thật phải nói thật. Thế thì hôm nay chú có thể nói với cháu mỗi câu này hay là cháu như cháu ruột của chú. Chú rất mong cháu sẽ phát triển lên và mình càng phải lo nặng nề lắm. Tiếp khách là cháu mệt mỏi lắm mà cháu không xuống gì đâu. Vâng, mà cháu phải có một cái mà cháu được cái này nhìn thấy rồi chính xác luôn. Thì hôm nay chú nói này thì cháu phải giúp chồng cháu. Thế còn em mặc dầu là cháu ít tuổi hơn Chiến nhưng Chiến là em Trung Anh thì Chiến như là em của cháu. Hôm nay chú nói rõ thôi tình cảm chú với nó chứ chú không xa xa. Chú hoàn toàn không xa xa thế nào thì cái gì mà Chiến mà không ấy thì cháu có ý kiến và trao đổi với em và Trung Anh cũng vậy. Đó, để nhằm mục đích này ta gói gọn cho nó tính nào và về mặt pháp luật không có vấn đề gì cả để tạo điều kiện cho Trung Anh phát triển. Tức là những người thân nhất, những người thân nhất không được làm ảnh hưởng đến những người có tiền nhất. Chú có ý kiến thế không? Chú có ý kiến đấy và cái này chú có ý kiến gì? Nếu mà Trung Anh mà lên giám đốc thì con phải hết sức thận trọng bảo vệ anh ấy. Mà bảo vệ anh ấy thì không được làm cái gì và cần thiết có những vấn đề gì phải tham gia với anh. Còn anh không nghe nói cái gì. Chiến lấy cho anh 2 cái ly, em rót cho anh 1 ly. Chú nói bình thôi nhá, mình nhá. Nói để anh chú nói cái bình thôi nhá. Tâm huyết của chú lấy. Đừng làm cái gì khó và đừng có lợi dụng anh nhá để làm khó cho anh. Không, chú nói là quá đúng luôn, xong phẳng luôn. Rất sâu mới hiểu, rất sâu mới nói những điều đấy. Thì mới bảo vệ được. Bây giờ nó lên rồi thì mình phải hại nó lên nữa. Anh em sống phải bảo vệ lẫn nhau, tạo điều kiện lẫn nhau cùng làm việc. Và con nói với ông là nếu giả sử như Chiến nó muốn làm một người đâu cô chú hỏi cô. Thế thì ông giống con rồi, con cũng học đẹp con nhiều. Hai ông con mình là phải cháu thì hợp nhau đi.
Em có nói riêng cũng là thật lòng. Chiến với ngài không có xuất ở đây. Không tâm huyết quả là chỉ là xa thân. Dạ. Nhưng mà bỏ vì chồng lo nên mà bỏ bà đó. Dạ. Quan hiểu mà. Mà hôm nay chú nói với chú Anh với này Bình như này, nếu không phải là chú cháu không tâm huyết, không bao giờ chú nói chuyện đó. Đúng thế. Chiến nó có những cái bức xúc nhưng mà con hiểu mà. Con phải bình tĩnh. Mà mẹ nó hôm nay mẹ nó cực kỳ bức xúc. Vâng. Nhưng mà quá cái để tôi lúc nào. Dạ. Thế hôm nay không mở anh chị như vậy. Dạ. Hôm nay chú muốn giải bày là cái tâm tư của cô chú với các em. Vâng. Có bảo. Dạ. Trong cuộc sống không bao giờ người ta gọi tròn 100% đâu. Tròn chia. Không thể được đâu. Vâng. Vâng. Thế thì hôm nay thế này. Anh lên thì anh bảo là để cái này là đúng. Đúng rồi. Nhưng mà tôi lên tôi bảo không. Thì anh chung anh em để cái này là đúng. Chính xác luôn. Quá chuẩn. Được không? Vâng. Thế thì bây giờ chúng nói với mình. Đúng rồi. Ngay đó cháu phải là một trong những tổng tham mưu đấy. Áp lực. Cháu phải hỗ trợ chung anh. Chứ không phải vì nể của anh Chiến là em chị mà cháu bảo chồng cháu là làm những cái việc đó mà cũng được đâu. Tức là ngại chung anh không được nó. Còn những cái gì mà có thể giải quyết được trong tầm tay thì mình chưa sức làm. Không phải sợ đứa nào cả. Không nói là chính xác. Chú lắm tập tình để ông nhiều cắt sâu. Đừng nể. Đừng để cho chung anh nó mắc vào cái gì. Chính xác. Em cũng rất là băn khoăn cho đó. Em nói là con thực ra là gì, con về là con làm nhà nước được 10 năm rồi. Thực sự là con chán nữa đấy. Cái nhà nước đi chơi này con chán phải con đã đi sau đó anh Thông bảo con là bây giờ đi chơi khác rồi. Con về anh Thắng cứ hẹn thế con về. Bây giờ con làm 10 năm thực sự là con chán đấy rồi đấy. Thế là bây giờ con đang băn khoăn một cái là gì, con sẽ thôi nhỉ? Nếu con thôi nó phải thì con cũng không có gì lăn tăn, nên con để muộn một chút. Anh chung anh lên làm đốc của thôi. Chứ đúng mà nói thì đây là con thực sự là gì, nó làm khổ nạn đến anh chung anh. Vì bảo là anh em như thế, đó. Tại sao coi như là một thằng em như thế, nó lại thôi. À, thôi. Đó. Chính là cái anh em với em mỗi người là gì mà. Mất mà ăn gì ạ? Tôi mất ăn cái này ạ. Các anh em trước đây rồi thì em nói ngồi bà chào bé, ngồi bà ngồi với bà. Tất cả người từ toàn từ sinh tới lập đó. Ngồi đây anh nữa. Là người anh. Rồi muốn ngồi đây. Anh có hỗ trợ anh làm cái ạ. Ồ, em ngồi đây mà. Em xác định em không. Em muốn ngồi kia. Như là bảo vị trí đó. Đây, các bác ơi. Em nói là anh em ngủ không anh. Thôi à, bác anh ạ. Còn cái việc là quyết định cuộc đời của mọi người, anh đã đúng hướng thì đấy là riêng của mọi người. Cá nhân em thì đã thẳng là gì là em không biết chẳng được nữa. Ra chỗ bạn. Với tuổi này em không muốn trong đấy gì nữa. Cái mà em đang tan nhất là gì, đấy là gì. Đúng rồi, đúng rồi. Em là thôi. Khi mà anh đang ở nhà bốc, đó sẽ tổ thành như ra chỗ bạn. Đấy là cái lỗ này. Bởi vì em là người rất yêu, rất kính này. Đấy, chú cũng rất là đầu như vậy. Đấy, không đúng. Sao em nói với bà? Đúng rồi, chiến nó rất là. Em đấy, em nói thẳng là em không phải. Không, cái cơ chế làm việc nhà nước. Vì em đã từng được du học Tây. Và em đã từng vì du học Tây nên em về em bỏ trường đại uy. Cái đó là những người muốn làm đúng không? Với em là giống đó, các bạn thầy của em. Đấy. Nhưng mà... Đại thì cũng muốn được gì nữa em trước. Anh đi! Cũng muốn được gì nữa của anh. Tức là mình đang ngồi ở đây. Những gì mình sử dụng được thì mình sử dụng được. Cái gì mình sử dụng được thì mình sử dụng được. Chị nằm bận lắm. Cái này mà chấp cho cái này. Không được. Mà chúng ta không có mẹ. Ừ đấy. Không cho ai ăn à. Anh chị thì cần hơn á. Anh chị nó là người tôn kính của người gia đình. Thì dù kể cả là anh chú anh lên giám đốc ở tới này, anh còn tiếp tục phải trước một tay thêm một tay. Đúng rồi. Nhá. Chứ không phải là xong một tay này anh nắm lại mặt đấy. Đấy là chính trị, không phải vì một bàn tay này không đủ sức để làm được gì đó. Mình thêm bàn anh cũng như không thể đi một mặt thì thêm hai không nữa. Anh Trung Anh lên giám đốc, anh tiếp tục phải hoàn thiện hơn cả mắt và tay. Đó. Như thế mới là người em, chân trị. Anh bỏ cái kiểu tây, cái tây làm được bao nhiêu thì làm.
chuyện gì không đúng rồi, nếu anh xác định là đấy thì đương nhiên anh phải hết lòng với ta rồi, đấy là cái đương nhiên, đấy là trách nhiệm của anh. Vấn đề ở đây là nhưng vấn đề là anh nói không nói vấn đề kinh tế, anh nói là gì là con đường của anh đi đây không liên quan đến chúng anh, tức là gì đây là con đường giữa nhà nước và tư nhân đó, đấy cái đấy hoàn toàn hai hệ thống, không phải là anh chúng anh coi như là đại diện cho nhà nước, anh là anh đấy thế thôi. Tóm lại ngắn gọn một câu là chiến nó được đào tạo bài bản, nó giỏi và nó có, anh nói luôn, nó có quyền lựa chọn con đường và cuộc sống của nó, đúng không? Anh nói luôn, nó có quyền và anh nói ngoài cái quyền đấy em xứng đáng được lựa chọn con đường đó. Nhưng anh nói với em là nếu em phải hy sinh một điều gì đó thì nó phải có lý do, nó có mục đích, nó phải xứng đáng cái điều đó. Để như anh nói với chúng là anh thần thiêng thì cần bộ hạ. Nếu không có bộ hạ thần cũng mất thiêng. Anh cứ lên được giám đốc bệnh viện, chú làm cho em 2 năm nữa. Sau đấy, 2 năm ấy rồi, chú vẫn bảo em muốn ra ngoài, lúc đi chú đi. Đúng không? Vì anh em thì phải chiến đấu giữa đất với nhau, cùng xây dựng bệnh viện. Tiền không phải là vấn đề quan trọng nhất, mà chiến đấu bức xúc ở cái cơ chế, ở cái sự khó khăn trong nhà nước. Chỉ là cơ chế, không phải là ý kiến. Đấy, được không? Cách làm việc nói có vấn đề, cách làm không tôn trọng anh em. Đấy, đó. Nhưng mà anh nói luôn. Em là gì, là đến bây giờ em không phải làm việc pháp một cái chính thống, nhưng việc gì liên quan đến việc pháp hỏi thì em chúng ta phải làm việc pháp đó. Trong đó nhà nước thì anh chú anh nói đấy, chú qua đây mua lên cái xin thư này không hỏi, không bao giờ hỏi được anh mua cái này không hỏi được em, cái đấy là cái xúc phạm anh em cái thằng đấy. Nhưng mà nếu mà em ở nhà nước em cũng phải vì tiền, tại sao nó phải làm? Nhưng anh nói này chỉ một câu là cái em dừng lại, em đủ tiền để em sống đến già, tại sao lại phải làm rồi đó? Nhưng mà cái nó bức xúc là cái anh bức xúc. Rồi. Chấm hết. Mẹ khi anh lên giám đốc, chuyện chú bức xúc nó sẽ chấm hết. Chấm hết hoặc nó sẽ giảm đi. Hoặc nó sẽ giảm đi. Đấy, khoa của em nhé. Em là người xây dựng cho giao thông. Sếp bảo em là xây dựng cho giao thông âm cơ. Đó. Em xây dựng nó. Trong anh bức xúc. Trong anh bức xúc. Tại sao là gì bây giờ? Người của em lấy đi không phải của em. Anh ơi! Lấy đi không phải của em. Anh Hoàng bị lấy trong âm cơ. Em không phải làm đâu, nghe thôi. Vì em nói là em làm rất nhiều việc. Em không sống qua bởi người đã qua. Hả? Kinh tế em không phải lấy rất nhiều người phải phụ thuộc vào đấy. Em hiểu nhưng mà em thì... Em không phụ thuộc vào đấy, chính thế mà em không trả được gì, em phải cứ như là theo con đường đó. Như ông bà, với cả anh Đạt thì em cũng biết là có thể mọi người nếu ủng hộ ý kiến là anh ở làm đúng không ạ? Anh ở làm bệnh viện nhà nước đúng không ạ? Thì con chỉ nghĩ này này, về cái mặt là như anh Đạt nói là để một tay ủng hộ anh của anh thì là mà các bạn những người thương yêu xung quanh anh, có anh em, các anh em, nhưng không có chuyện là anh nên ở lại. Vậy anh có vì những cái tình cảm đó, vì cái sự khó chịu, có cơ chế anh hy sinh, không phải là hy sinh để chiều lòng và làm yên lòng bố mẹ và những người thân yêu của anh không? Mà anh ở lại, anh cũng không phải hoàn toàn là tất cả đều là mặt tối, không ạ? Cái gì nó có hai mặt của nó. Rồi, cháu nhận thức cái đó là đúng. Cái gì nó có hai mặt của nó. Chú lý danh dự với tư cách của chú. Dạ.
Thế vừa rồi thì diễn về tức là trước khi đi Hàn Quốc như thế nào đó có này có khoảng mình có nghi không ạ? Cô thì nó bảo là đây có cái nó biết nó cô đấy ông phải có ý kiến với nó chứ mà sao lại làm như thế. Rồi bà kia đây cái gì nó không phải giải chừng nào lên giám đốc bảo có lên được không? Rồi. Hai cái đó khác nhau. Dạ. Chế nó bảo là anh sẽ được năng lực. Khả năng là được và có trong vòng 6 tháng nữa đúng không? Không, nó không nói là không được. Dạ. Nhân viên là nên gặp nhân viên chắc là ổn. Chú khi chế về chú chỉ nói câu này. Anh Trung Anh mà chưa lên giám đốc nhá. Con lại bỏ anh ấy hoặc anh vừa mới lên giám đốc con bỏ anh người ta bảo con không có gì bảo anh lên đi đã thế thì là cháu buồn lắm lên đi đã ổn định đã con là một trong chân rết không phải quan trọng nữa nó cứ rết đấy nhưng là người ủng hộ trong một lá phiếu đúng đắn đúng không vậy. Thì con cứ ở đấy là ý nghĩa của chú tôi nói chị chỉ chơi thôi khi nào con đi sẽ báo cáo rất đảm bảo khi đi thật vui vẻ. Dạ vâng. Có được không? Chính xác. Cũng như một người ta nói là 2 năm. Chú lại không nói là 2 năm thì bao nhiêu? Đó là. Thì có thể 20 năm, có thể 1 năm mà không có thể bao nhiêu đấy. Thì đó là do tự mình được biết. Nói đến tổng tổng như thế nào? Con xin chú như này, con hiểu thằng em con như này. Chiến không phải là nó báo bệnh viện nó lấy tiền. Có thể có đủ khả năng chuyên môn nó giỏi nhặt kiếm tiền ở chỗ khác nhưng con tâm huyết là hai chuyện này con muốn chiến thì con nói từ trái tim nhé con muốn chiến có thể lúc nào đấy con bảo em xin lỗi con xin lỗi ông một câu con bận một lần duy nhất có thể nó bảo em cần cái chuyện này kia em thấy khó chịu em đi đúng rồi đúng chẳng ở đời này em như này em không cần phải giả dối với cả thế nào nhưng mà con nói với ông là ở đời hello này ở đời tiền rồi đại vừa rồi em phải có vị trí trong xã hội đấy bởi vì nếu con không nghĩ đến cái vị trí này thì con không cần phấn đấu làm gì con kiếm tiền bên ngoài thằng kiếm tiền ở bên ngoài con đi sang kiếm bách con trả con 100 triệu một tháng tại sao con ở đây con phải nhịn hết chuyện nọ chuyện kia mà con nói với em con là con còn phải nhịn nhiều hơn nó con tốn ba mươi ngàn